Bản tin thời sự an ninh tối ngày 4 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Tài xế cho ô tô chạy lùi bất chấp hiệu lệnh cảnh sát giao thông. Xử lý 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây dối trật tự công cộng. Trộm điện thoại, trộm luôn tiền trong tài khoản nạn nhân. Thành phố Vũng Tàu cấm chợ tự phát để phòng dịch COVID-19 khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, phát hiện 25 thuyền viên từ Malaysia về Vũng Tàu bằng đường biển, hai công an nhặt được tiền tìm người trả lại. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển công an điều tra vụ góp vốn chui gần 600 tỷ đồng vào Sài Gòn Cop, Hà Nội khởi tố giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật về tội trốn thuế. Bắt quả tang hai lái xe rút ruột 60 thùng hàng của công ty giải ra. Nhóm người phá khóa chiếm dụng nhà dân 20 ngày. Khởi tố vụ án hai thanh niên chạy xe máy đưa người vượt biên. Chạy xe vượt chốt kiểm dịch, nam thanh niên lĩnh 9 tháng tù. Về tình hình cụ thể, tài xế cho ô tô chạy lùi bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Ngày mùng 3 tháng 7, cộng đồng mạng chia sẻ clip quay cảnh một ô tô hiệu Toyota Fortuner màu đen đi lùi trên đường đoạn ngã ba Việt Lào giao quốc lộ 1A, thị xã Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh clip cho thấy hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang nỗ lực đuổi theo chiếc xe chạy lùi này và yêu cầu tài xế xe dừng lại tài xế xe hơi dừng lại rồi lao lên xe suýt đâm vào xe máy và chiến sĩ cảnh sát giao thông chưa dừng lại ở đó tài xế xe hơi tiếp tục lùi xe với tốc độ nhanh từ phải sang trái đường cảnh sát giao thông phải tiếp tục đuổi theo hàng trăm mét sau đó chiếc xe fortuner đã tông vào xe máy của cảnh sát giao thông rồi mới chịu dừng lại khi tài xế mở cửa bước xuống khỏi chiếc xe Fortuner, nhiều người dân bức xúc nói chạy xe bạt trộn coi thường tính mạng người dân và đòi xử tài xế này. Được biết, sáng ngày 3 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Kỳ Anh đang làm nhiệm vụ đoạn giao nhau quốc lộ 1A và đường Việt Lào thì phát hiện xe Toyota Fortuner 38A 15493 có dấu hiệu vi phạm. Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, nhưng tài xế đã không chấp hành mà cài số lùi để lùi xe bỏ chạy công an thị xã Kỳ Anh đã phải huy động thêm lực lượng, phương tiện để đuổi theo và yêu cầu tài xế dừng xe, ngăn không để gây tai nạn cho người dân. Tài xế này vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục lùi xe cho đến khi tông vào xe máy của cảnh sát giao thông làm vật chắn trên đường. Bước đầu, tại công an thị xã Kỳ Anh, tài xế này khai nhận tên là Nguyễn Tiến Cương, chú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên xử lý 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây dối trật tự công cộng. Ngày 3 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an Thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cảnh sát Giao thông cả nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và xử lý 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây dối trật tự công cộng, qua đó bắt giữ 2.470 đối tượng, tạm giữ 2.207 phương tiện, đã khởi tố 6 vụ, 54 đối tượng, xử lý hành chính 429 vụ với 2.416 đối tượng. Qua phối hợp với các lực lượng khác, Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 3.551 vụ vi phạm luật, bắt giữ 4.120 đối tượng, trong đó có 947 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, 954 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 106 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ quân dụng, Cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã thu giữ 182 bánh heroin, gần 10 kg và 121.161 viên ma túy tổng hợp, 8.238 mét khối gỗ quý các loại, 326.013 bao thuốc lá ngoại, hơn 2,4 tấn pháo nổ cùng nhiều hàng hóa khác có giá trị gần 50 tỷ đồng. Đồng thời, Cảnh sát giao thông cả nước cũng phát hiện 33 vụ nhập cảnh trái phép với 155 đối tượng. Trộm điện thoại, trộm luôn tiền trong tài khoản nạn nhân Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kim Tuấn, sinh năm 1991 ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của anh t v TVG, sinh năm 1995 ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, về việc bị kẻ gian trộm cắp điện thoại, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của anh. Theo nội dung trình báo, sáng ngày 1 tháng 7, anh Dê bị trộm điện thoại Samsung Note 8 tại quán game Cyber Xanh. Sau khi trộm được điện thoại của anh D, tên trộm đã dò được mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh D, rút trộm số tiền 22,3 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng tổ chức điều tra xác minh và xác định Trần Kim Tuấn là thủ phạm. Sau đó Tuấn đã đến công an huyện Việt Yên đầu thú tại cơ quan điều tra. Đối tượng Trần Kim Tuấn đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được công an huyện Việt Yên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thành phố Vũng Tàu cấm chợ tự phát để phòng chống dịch Covid-19. Ngày 3 tháng 7, ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, từ 12 giờ bắt đầu cấm hoạt động đối với tất cả các điểm kinh doanh bất hợp pháp, như là chợ tự phát trên địa bàn để kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập. Ông Thành cho hay hiện thành phố có 12 chợ tự phát tại các phường với hơn 1.000 hộ tiểu thương hoạt động. Do đó để người dân vẫn có thể buôn bán nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch, thành phố đề xuất ngành công thương theo hướng dẫn sử dụng phần đất dự kiến làm bãi đậu xe khu vực Paradise để di rời điểm chợ đồng mối trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3 về địa điểm này. Cùng với đó, Ban Quản lý chợ phường 1 cũng chuẩn bị mặt bằng để các hộ hiện đang kinh doanh hải sản tại khu vực xóm lưới phường 2 chuẩn bị vào kinh doanh tại đây. Trước đó, thành phố Vũng Tàu cũng chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin và lãnh đạo các phường xã tổ chức tuyên truyền thông báo rộng rãi đến người dân, thực hiện nghiêm túc việc dừng hoạt động đối với tất cả các chợ tự phát, lên phương án sắp xếp bố trí cho các hộ dân có nhu cầu buôn bán tiếp tục vào các khu chợ trên địa bàn thành phố để kiểm soát y tế. Thành phố Vũng Tàu yêu cầu các trưởng ban quản lý chợ quản lý chặt chẽ tiểu thương và người ra vào chợ, yêu cầu thực hiện nghiêm túc đầy đủ khẩu hiệu 5K, cài đặt Blue Zone, nCoV, mã QR code. Trường hợp không có thiết bị thông minh phải khai báo y tế chủ động. Hiện nay, để kiểm soát người và phương tiện vào địa phương, thành phố Vũng Tàu đã thành lập 3 chốt kiểm soát y tế tại các cửa ngõ. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến nay đã ghi nhận 7 ca bệnh nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Hùng, sinh năm 1967 ở ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp. Theo đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại nhà ông Trần Hoàng Hùng đang tập trung nhiều người từ các nơi khác đến, chuẩn bị đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia Công an huyện Bù Đốp đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã Tân Thành phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, đồn biên phòng Tân Thành nhanh chóng kiểm tra, phát hiện tạm giữ 8 người, hai người Long An, một người Đồng Nai, một người Vũng Tàu, một người Tây Ninh. Qua làm việc, Hùng khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 6, được một người tên là Hát là người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia, liên lạc bàn bạc để đưa 11 người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bằng hình thức xuất cảnh trái phép. Hai bên thống nhất đưa 11 người đến ở tại nhà Hùng để chờ đưa sang Campuchia. Hát sẽ trả cho Hùng 250.000 đồng một người khi đưa người qua biên giới. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 8 người, còn 3 người chưa rõ nhân thân đã trốn. Cơ quan chức năng đang truy lùng, đồng thời thu và giữ nhiều tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan. Phát hiện 25 thuyền viên từ Malaysia về Vũng Tàu bằng đường biển. Sáng ngày 3 tháng 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã phát hiện bắt giữ hai tàu có 25 thuyền viên từ Malaysia về Việt Nam bằng đường biển. Cụ thể, lúc 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cách mũi Nghinh Phong, thành phố Vũng Tàu khoảng 20 hải lý về hướng Tây Nam, Tổ tuần tra biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện hai tàu có số hiệu BV-98766TS và BV-95824TS cùng 25 thuyền viên đang hành trình từ vùng biển vào đất liền. Tổ tuần tra đã tiến hành tiếp cận, áp giải hai tàu vào khu vực Neo, Sao Mai, Vũng Tàu để kiểm tra. Qua khai thác, hai phương tiện trên bị lực lượng phía Malaysia bắt giữ ngày 28 tháng 5 vừa qua, sau đó phóng thích về Việt Nam bằng đường biển. Ngay sau đó, Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tiến hành phun khử khuẩn phương tiện, kiểm tra sức khỏe, điều tra dịch tễ 25 thuyền viên. Sau đó, toàn bộ thuyền viên được đưa về các khu cách ly tại Vũng Tàu theo quy định. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành khám xét phương tiện và tiến hành điều tra xử lý theo quy định. Hai công an nhặt được tiền, tìm người trả lại. Sáng ngày 3 tháng 7, Thượng úy Bùi Văn Ninh và Thượng úy Trương Khánh Ánh, cán bộ công an xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã nhặt được một chiếc visa màu đen trên đường Liên Thôn khi làm nhiệm vụ kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Kiểm tra bên trong, hai công an thấy có gần 10 triệu đồng cùng với nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi xác minh số tài sản trên là của chị Từ Thị Hòa, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, hai chiến sĩ công an đã liên hệ với người đánh rơi để gửi lại. Theo như chia sẻ, Thượng úy Bùi Văn Ninh cho biết sau gần 2 giờ liên hệ, người đánh rơi đã đến nhận lại tài sản. Ai mất tài sản dù lớn hay nhỏ cũng đều lo lắng nên tôi phải cố gắng để họ sớm nhận lại. Đây là việc ai gặp cũng phải đều làm như mình cả, Thượng úy Ninh nói. Trước đó vào chiều ngày 30 tháng 6, Tổ công tác thuộc Cảnh sát Giao thông Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An khi tuần tra kiểm soát trên đường 534B thuộc xã Kỳ Sơn đã nhặt được chiếc ví màu nâu bên trong có 12,6 triệu đồng. Tổ công tác sau đó xác minh và liên hệ với chủ nhân tài sản là anh Nguyễn Bá Vinh, 38 tuổi, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương để trả lại. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển công an điều tra vụ góp vốn chui gần 600 tỷ đồng vào Sài Gòn Cóp. Chủ tịch UBND quận 8 và quận 11 đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ vụ việc góp vốn chui vào Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cóp năm 2020 của Hợp tác xã Tiêu dùng phường 14 quận 8 của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ quận 11. Trong tổng số gần 3.600 tỷ đồng vốn góp chui vào Sài Gòn Cop năm 2020, Hợp tác xã Tiêu dùng phường 14 quận 8 đã góp 283 tỷ đồng và Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ quận 11 góp 306 tỷ đồng. Hai vụ việc được chuyển cơ quan điều tra. Theo kết luận thanh tra, vào tháng 1 năm 2020, Hợp tác xã Tiêu dùng phường 14 góp một lần hơn 283 tỷ đồng vào Sài Gòn Cóp. Trong số đó có 6 cá nhân không phải là thành viên của Sài Gòn Cóp thông qua hợp tác xã tiêu dùng phường 14 góp hơn 3,6 tỷ đồng. Còn lại, 280 tỷ đồng do công ty Anh Tú Thi cũng không phải là thành viên của Sài Gòn Cóp, thông qua thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư với hợp tác xã tiêu dùng phường 14 để góp vốn. Dù toàn bộ số tiền trên không phải là vốn của thành viên hợp tác xã tiêu dùng phường 14, nhưng ông Đàm Ngọc Duyên, đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, đã lập khống hồ sơ, tài liệu và nhận số tiền này để góp vào Sài Gòn Cóp. Đoàn thanh tra đã mời 6 cá nhân, ông Nguyễn Tiến Vũ và công ty An Tú Thi để làm rõ nhưng tất cả đều không đến. Hoạt động kinh doanh của hợp tác xã tiêu dùng trong năm 2018 và 2019 hiệu quả chưa cao, gần 17 triệu và 2,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm, nhưng trong năm 2020 đã góp hơn 283 tỷ vào Sài Gòn Corp. Hợp tác xã tiêu dùng huy động vốn nhưng không xây dựng phương án, không thông qua hội đồng quản trị và đại hội thành viên hợp tác xã, huy động vốn không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, không đúng phương thức huy động theo quy chế quản lý tài chính và điều lệ hợp tác xã là vi phạm quy định luật hợp tác xã và thông tư 83 2015 của Bộ Tài chính ông Đào Ngọc Duyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tiêu Dùng, bị cho là đã lập khống toàn bộ hồ sơ tài liệu nhằm hợp thức hóa việc huy động vốn của các tổ chức cá nhân bên ngoài đầu tư vốn vào Sài Gòn Cóp. Điều này là vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động theo luật Hợp tác xã. Kết luận thanh tra của thanh tra quận 11 cũng phát hiện, đầu năm 2020, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ quận 11 đã để cho ông Liêu Việt Phú thông qua đơn vị này góp vốn 300 tỷ đồng vào Sài Gòn Cóp nhằm lấy lãi Ngoài ra còn có nhà đầu tư khác chuyển 6 tỷ đồng cho 6 thành viên của Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ quận 11 để góp vào Sài Gòn Cóp. Trước đó vào tháng 11 năm 2020, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Sài Gòn Cóp, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo tổ chức tăng vốn điều lệ cho Sài Gòn Cóp từ 3.180 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng, tăng thêm hơn 3.600 tỷ đồng trong 26 hợp tác xã thành viên của Sài Gòn Cop có 20 hợp tác xã thành viên tham gia trong đợt tăng vốn điều lệ bất thường này nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng để góp vốn chui vào Sài Gòn Cop thông qua các hợp tác xã thành viên theo kết luận của thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh việc tăng vốn này là không đúng quy định của pháp luật có dấu hiệu bị thâu tóm chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung và nguy cơ sẽ bị chi phối bởi các tổ chức cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức hoạt động. Tháng 12 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Diệp Dũng để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Sài Gòn COP. Hà Nội khởi tố giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật về tội trốn thuế. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Đặng Đình Bách, giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật về chính sách phát triển bền vững về tội trốn thuế. Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng về tội trốn thuế đối với Đặng Đình Bách, sinh năm 1978, trú tại B604 HTCO, Yên Sở, Hoàng Mai. Bách là giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bắt quả tang hai lái xe rút ruột 60 thùng hàng của công ty giải ra. Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Tô Tuấn Khanh, 37 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bắc Liêu, và Bùi Thế Vinh, 35 tuổi, ngụ tại thôn Kiến Sương, xã Chư Gu, huyện Grongpa, tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, lúc 9 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7, Công an xã Trà Là tuần tra tại ấp Bình Linh, xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, bắt quả tang hai đối tượng Tô Tuấn Khanh và Bùi Thế Vinh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tập kết số lượng hàng hóa từ xe tải, chở hàng xuống ven đường để tẩu tán, Tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm 30 thùng keo U242FR và 30 thùng nước xử lý F164UVF, có tổng trọng lượng khoảng 900 kg, tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Hai xe ô tô tải biển kiểm soát số 61C65867 và 61C22565. Tại cơ quan công an, các đối tượng Khanh và Vinh khai nhận là lái xe vận chuyển các thùng keo U242FR và nước xử lý F164 UVPF từ công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa cây Trung Bộ tại tỉnh Bình Dương để giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Frost Home Việt Nam, 100% vốn đầu tư của Đài Loan, ngành nghề chính là sản xuất giày, trụ sở đóng tại khu công nghiệp Trà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Khi đến địa phận thuộc ấp Bình Linh, xã Trà Là, hai đối tượng trộm 60 thùng hàng, đồng thời móc nối với đối tượng Trần Thị Lý, 28 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, là thủ kho keo tại công ty trách nhiệm hữu hạng Pau Hùng Việt Nam để chiếm đoạt số hàng trên. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Dương Minh Châu tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Nhóm người phá khóa chiếm dụng nhà dân 20 ngày Ủy ban nhân dân phường 10 thành phố Đà Lạt Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu công an phường thường xuyên kiểm tra xử lý về hành vi cư trú bất hợp pháp sau khi sự việc nhóm người lạ phá khóa chiếm dụng nhà dân nhiều ngày liền xảy ra trên địa bàn. Ngôi nhà xảy ra sự việc trên là của bà Phan Thị X 62 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Lạt tại hẻm Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10 thành phố Đà Lạt. Theo phản ánh của người nhà bà X, ngày 12 tháng 6, một nhóm người lạ mặt đã tự ý đến dỡ tôn, phá khóa, xông vào nhà bà đang quản lý, sử dụng nhiều năm nay. Nhóm người này đã đuổi người nhà bà ra đường rồi tự ý thay ổ khóa mới, mang chăn, nệm gối vào chiếm dụng luôn căn nhà. Tiếp đó, nhóm người này còn cho người đo đất, lắp đặt hệ thống camera an ninh, bắt Internet trong ngôi nhà vừa chiếm dụng và ăn ngủ luôn tại chỗ. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân phường 10 đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu nhóm người lạ mặt khai báo y tế, yêu cầu rời khỏi địa phương hai người do đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Một số trường hợp không đăng ký thông tin tạm trú trên địa bàn bị lập biên bản. Tuy nhiên, suốt nhiều ngày qua, nhóm người lạ trên vẫn tự do ra vào, thậm chí là tự đấu nối hệ thống lắp camera ninh, tổ chức đưa nhiều thiết bị vật dụng trong khuôn viên khu đất rộng 7.490m2 do bà Xuân đang quản lý, sử dụng nhiều năm qua. Đến ngày mùng 2 tháng 7, trước sự chứng kiến của cán bộ tư pháp, công an phường 10, đại diện tổ dân phố người nhà bà X mới có thể mở cửa được vào căn nhà của mình tại địa chỉ trên sau hơn 20 ngày bị các đối tượng lạ mặt chiếm dụng. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân phường 10 đã có văn bản đề nghị công an phường tiếp tục kiểm tra xử lý hành vi cư trú bất hợp pháp của các đối tượng lạ mặt theo nội dung đơn tố cáo của bà Phan Thị X trong bối cảnh nhiều nơi đang tăng cường công tác kiểm soát người đi lại để phòng chống dịch COVID-19. Quá trình kiểm tra xử lý phải đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, tránh tình trạng xảy ra điểm nóng, nếu vượt thẩm quyền phải kịp thời khai báo, tham mưu cho công an thành phố phối hợp xử lý. Câu hỏi dư luận đặt ra là tại sao ngay giữa thành phố Đà Lạt văn minh lại xảy ra chuyện ngang nhiên chiếm dụng nhà dân suốt gần 20 ngày theo kiểu xã hội đen như trên. Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước ở đâu? Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Khởi tố vụ án hai thanh niên chạy xe máy đưa người vượt biên. Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 29 tháng 6, đồn biên phòng Ngọc Trung chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng Cao Bằng và đoàn đặc nhiệm miền Bắc đoàn 1 cục phòng chống ma túy và tội phạm, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép tại khu vực xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, phát hiện hai xe máy có biểu hiện nghi vấn một xe do Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1992, trú tại xóm Dộc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh điều khiển. Xe còn lại do Lương Văn Hủ, sinh năm 1993, trú tại xóm Đồng Tâm, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh điều khiển. Hai xe đang trên đường chở ba người phụ nữ từ thị trấn Trùng Khánh về xã Khâm Thành. Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu hai xe dừng lại để kiểm tra, thì đối tượng Hoàng Văn Thụ đã bỏ lại người phụ nữ ngồi sau và quay đầu xe bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng phối hợp đã khống chế, bắt giữ bốn đối tượng còn lại. Đối tượng Lương Văn Hủ khai nhận, trước đó được thụ gọi điện rủ ra thị trấn Trùng Khánh đón người đưa lên biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá 1 triệu đồng một chuyến. Căn cứ lời khai của đối tượng Lương Văn Hủ, lực lượng chức năng đã triệu tập thụ đến đồn biên phòng Ngọc Trung. Tại đây thụ khai nhận được một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ thuê đón ba người phụ nữ trên ở thị trấn Trùng Khánh với giá 2 triệu đồng để đưa vào biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Thụ đã đồng ý và gọi Hủ cùng nhau dùng xe máy đón ba người phụ nữ này đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua khu vực Mốc 771. Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, tại khu vực xóm Bản Dốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đồn biên phòng Đàm Thủy cũng đã bắt quả tang Nông Công Hào, 16 tuổi, trú tại huyện Hạ Lang, Cao Bằng, đang chở hai người phụ nữ bằng xe máy để vượt biên. Qua đấu tranh khai thác, Hào khai nhận được Nông Văn Lòng, 21 tuổi và Triệu Văn Hai, 21 tuổi, cùng chú tại huyện Hạ Lang thuê đón người đưa sang Trung Quốc với giá 1 triệu đồng một người. Hiện các đồn biên phòng đang tiếp tục điều tra theo thẩm quyền và hoàn tất các thủ tục ban đầu để bàn giao các đối tượng cho công an tỉnh Cao Bằng thụ lý theo quy định của pháp luật. Đối với những đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đã bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính và trả về nơi cư trú. Chạy xe vượt chốt kiểm dịch, nam thanh niên lĩnh 9 tháng tù. Ngày 1 tháng 7, toán nhân dân quận Cái Răng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vương, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Phong Điền, 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, chiều ngày 8 tháng 6 năm 2021, sau khi nhậu ở Hậu Giang, Vương lái xe đến nhà bạn ở Cần Thơ nhậu tiếp. Khi đến chốt kiểm dịch dịch COVID-19 đóng tại ngã ba đường Phạm Hùng và Hàng Gòn, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Vương không chấp hành hướng dẫn mà chạy thẳng, vượt qua chốt kiểm dịch nên bị lực lượng chức năng chốt chặn lại. Lực lượng công an quận đến hiện trường đo nồng độ cồn với Vương là 1,251mg trên một lít khí thở, lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện. Vương không ký tên vào biên bản thấy xe của mình bị xe chuyên dụng trở đi vương nhặt hai cục gạch tấn công một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ gây thương tích ở tay sau đó vương bỏ chạy nên lực lượng chức năng đã khống chế đưa vương về trụ sở công an phường lê bình làm việc do bị hại từ chối giám định thương tích không yêu cầu xử lý nên không xem xét trách nhiệm hình sự hành vi cố ý gây thương tích của vương tại tòa vương cho rằng do say rượu nên không kiểm soát được bản thân cảm thấy hối hận và xin mức án giảm nhẹ để có cơ hội sớm hòa nhập cộng đồng theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là cố tình, manh động, liều lĩnh xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Theo đó tòa tuyên phạt vương. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.